Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ hai, ngày 19 tháng 12 năm 2022. Và trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh đến thăm và chúc mừng Giáng sinh năm 2022 tại Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh. Vị khách mời của chương trình trả lời ý kiến công dân ngày hôm nay là ông Phạm Đức Trãi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, ngày 18 tháng 12, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu Trà Vinh có ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2022 là năm Bộ Thông tin và Truyền thông được Chính phủ bổ sung thêm một số chức năng nhiệm vụ quan trọng về chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công nghệ số, giao dịch điện tử. Riêng trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng, từ đầu năm đến nay, hệ thống đã ngăn chặn xử lý gần 2.330 trang web lừa đảo trực tuyến vi phạm pháp luật. Trong đó có hơn 1.340 trang web lừa đảo trực tuyến và bảo vệ hơn 4,3 triệu người dân, tương ứng 6,8% người dùng Internet Việt Nam trước các tấn công lừa đảo trực tuyến vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Bên cạnh đó, kinh tế số và xã hội số đóng góp cho GDP năm 2022 ước đạt tỷ trọng hơn 14%, trong đó kinh tế số ICT đóng góp khoảng 7,2%. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, thông tin và truyền thông là lĩnh vực không thể thay thế trong đời sống mỗi quốc gia. Chuyển đổi số đã len lỏi vào tất cả các góc cạnh của cuộc sống. Trong năm 2022, kinh tế xã hội đất nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực, GDP và thu nhập bình quân đầu người đều tăng. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của ngành thông tin và truyền thông. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành trung ương và địa phương cần chủ động tích cực sáng tạo, tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số, triển khai kịp thời chiến lược phát triển chính phủ điện tử, hướng đến chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số. Từ đó giúp người dân và doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội một cách an toàn và chất lượng hơn. Với những kết quả đạt được xuyên suốt trong những năm qua, Bộ Thông tin và Truyền thông vinh dự được nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất về thành tích xuất sắc, đột xuất trong xây dựng, triển khai thực hiện chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Sáng nay ngày 19 tháng 12, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh năm 2022 tại Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh. Cùng tham dự có ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh và lãnh đạo Sở Nội vụ. Trong không khí thân tình ấm áp chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng sinh năm 2022, Bí thư tỉnh ủy Ngô Chí Cường phát biểu chúc mừng đến các vị linh mục, các chức việc và gửi lời thăm hỏi, lời chúc mừng đến bà con giáo dân trong tỉnh, du đón một mùa Giáng sinh thật vui tươi đầm ấm. Bí thư tỉnh ủy mong muốn các vị và bà con giáo dân tiếp tục đồng hành cùng các cấp lãnh đạo, người dân trong tỉnh để ra sức xây dựng tỉnh Trà Vinh ngày càng phát triển. Thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2022, Bí thư tỉnh ủy cho rằng dù còn gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19, nhưng phần lớn các chỉ tiêu nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó có những đóng góp của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, của bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực cùng cấp ủy chính quyền trong việc tham gia thực hiện tốt các phong trào do địa phương phát động, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Thay mặt bà con giáo dân, linh mục Trần Văn Kích, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm của Bí thư tỉnh ủy, của các cấp lãnh đạo tỉnh và tạo điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu người Công giáo Trà Vinh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ tư, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời cho rằng đó là động lực rất lớn để đồng bào Công giáo luôn nêu cao tinh thần yêu nước, yêu quê hương, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Sáng nay ngày 19 tháng 12, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đến thăm tặng quà các vị chức sắc Hội Thánh Tin Lành và nhà thờ tại huyện Cầu Kè, huyện Cầu Ngang và thành phố Trà Vinh. Đoàn đã đến thăm nhà thờ Bà Mi, ấp Bà Mi, xã Tâm Ngãi, huyện Cầu Kè, nhà thờ Vinh Kim, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, Hội Thánh Tin Lành Trà Vinh, Chi hội Trà Vinh, phường 7, thành phố Trà Vinh. Trong không khí đầm ấm của mùa Giáng sinh, tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn chúc mừng các linh mục, mục sư, cộng đồng bào Công giáo đón một mùa Giáng sinh an lành, vui tươi, hạnh phúc.
đồng thời thông tin về những thành tựu năm 2022 của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội và ghi nhận sự đóng góp của các chức sắc chức việc và đồng bào Công giáo luôn đoàn kết gắn bó, chia sẻ cùng nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các chủ trương của tỉnh, vượt lên khó khăn, hăng hái lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong rằng trong thời gian tới, các linh mục, mục sư tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân phát huy tình đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, đồng hành cùng chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng phát triển quê hương. Thay mặt bà con giáo dân, các vị mục sư, linh mục bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh đối với những người Công giáo trong dịp đại lễ Giáng sinh cũng như trong suốt những năm qua. Đồng thời khẳng định trong thời gian tới, các chức sắc chức việc và đồng bào Công giáo trong toàn giáo phận sẽ tiếp tục nỗ lực, đồng lòng cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân toàn tỉnh hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương. Hội đồng nhân dân huyện Tiểu Cần vừa tổ chức kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân năm 2022 và xây dựng chương trình hành động năm 2023. Ông Nguyễn Văn Phương, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì kỳ họp. Trong năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, các hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở lại hoạt động trong điều kiện bình thường mới. Dưới sự lãnh chỉ đạo và quyết tâm của hệ thống chính trị cùng với sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân, sự nỗ lực của nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế xã hội của huyện trong năm 2022 tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng như tốc độ tăng trưởng đạt 16,02%, giá trị sản xuất đạt 8.839 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, tăng 16,02% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước 819 tỷ đồng, đạt 168% chỉ tiêu. Bên cạnh, còn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các công trình, dự án đầu tư các cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đạt nhiều kết quả quan trọng. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, an ninh quốc phòng tiếp tục được giữ vững ổn định. Kỳ họp dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn đối với các ngành liên quan và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri. Kỳ họp đã nhất trí thông qua 10 nghị quyết, trong đó có các nghị quyết quan trọng như nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, nghị quyết về dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2023, nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023, nghị quyết về việc thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh đến năm 2040. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Phương, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận và đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện và các ngành liên quan. Đồng thời đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả kỳ họp. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, các ngành đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện để nghị quyết đi vào cuộc sống. Thị ủy Duyên Hải vừa tổ chức lễ tổng kết trao giải cuộc thi sáng tác biểu tượng đặc trưng của thị xã Duyên Hải. Tham dự lễ có ông Lê Văn Bài, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Trà Vinh, ông Dương Hiền Hải Đăng, Bí thư thị ủy Duyên Hải. Cuộc thi sáng tác biểu tượng đặc trưng của thị xã Duyên Hải được phát động từ tháng 3 đến hết tháng 9 năm 2022. Ban tổ chức nhận được 32 hồ sơ của 32 tác giả với 72 tác phẩm dự thi của các tác giả trong và ngoài thị xã. Qua 3 vòng sơ tuyển, ban giám khảo chọn ra 15 tác phẩm vào vòng chung kết. Kết quả giải nhất thuộc về tác giả Nguyễn Thị Ngọc Lan, công ty thiết kế mới quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, ban tổ chức chọn tác phẩm đạt giải nhất làm biểu tượng đặc trưng của thị xã Duyên Hải. Cuộc thi lần này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm chọn lựa một mẫu thiết kế tiêu biểu thể hiện được nét đặc trưng riêng về lịch sử văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội để làm biểu tượng đặc trưng cho thị xã Duyên Hải, một đô thị trẻ với nhiều tiềm năng lợi thế trước mắt và tương lai. Biểu tượng sẽ được sử dụng chính thức trong các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của thị xã Duyên Hải, cùng với các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu quảng bá về sản phẩm hàng hóa, tiềm năng phát triển của thị xã đối với các địa phương trong và ngoài tỉnh. Đoàn công tác Thành ủy Trà Vinh do đồng chí Lê Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết năm 2022 tại Đảng bộ phường 4. Năm 2022, Đảng bộ phường 4 tập trung nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, củng cố kiện toàn nhân sự các đoàn thể, tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết của Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy, nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa 13
các nội dung nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, chỉ đạo xây dựng kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung phát triển thương mại dịch vụ, đồng thời địa phương xác định sản phẩm cây trồng chủ lực, xây dựng 4 sản phẩm OCOP. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trà Vinh yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy phường Tư tiếp tục tập trung triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết Trung ương 6 khóa 13. Lãnh đạo thực hiện tốt mô hình trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn số 13 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tiếp tục phối hợp các đơn vị hoàn thành hồ sơ đăng ký sản phẩm OCOP, duy trì làng nghề hoa kiển, phát triển cây hoa giấy là cây trồng chủ lực của địa phương. Chủ động phòng ngừa các loại dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp về đảm bảo an ninh quốc phòng. Thực hiện có hiệu quả chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh vừa phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trà Cún và chính quyền địa phương tổ chức lễ ra mắt tổ truyền thông cộng đồng ấp Sòi Sim, xã Nghĩa Xuyên, huyện Trà Cún. Đến dự có bà Quỳnh Thị Sophia, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh. Tổ truyền thông cộng đồng ấp Sòi Sim có 10 thành viên gồm bí thư chi bộ, trưởng ban nhân dân, ban công tác mặt trận, chi hội các đoàn thể phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, đoàn thanh niên và người có uy tín ở địa phương. Tổ hoạt động với mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em, nhằm góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu về giới trong gia đình và cộng đồng, đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng, gắn với việc xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc Khmer. Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, bà Quỳnh Thị Sophia, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh nhấn mạnh, sau khi thành lập tổ truyền thông cộng đồng ấp Sòi Sim, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục củng cố nhân rộng và thành lập 40 tổ truyền thông cộng đồng ở các xã ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Bà Quỳnh Thị Sophia đề nghị ban điều hành các thành viên tổ truyền thông cộng đồng ấp Sòi Sim cần bám sát, thực hiện đúng theo nội quy quy chế hoạt động, có những cách làm hay sáng tạo với nhiều hình thức như ứng dụng công nghệ thông tin để phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Đồng thời qua đó, giúp cho các đối tượng yếu thế, chị em phụ nữ có thêm kiến thức, tự tin về bản thân, nâng cao vị thế trong gia đình và ngoài xã hội. Nằm trong các hoạt động Tết Quân dân năm 2022, Ban chỉ đạo Tết Quân dân huyện Cầu Kè kết hợp với Ban chỉ đạo Tết Quân dân xã Phong Phú vừa tổ chức lễ nghiệm thu và bàn giao nhà tình thương cho hộ bà Thạch Thị Dân ở ấp Đồng Quen thuộc diện hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở. Căn nhà được thiết kế xây dựng cơ bản có diện tích sử dụng 45m2 với tổng kinh phí xây dựng hơn 80 triệu đồng. Trong này các nhà hảo tâm ở tỉnh Bình Dương hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp thêm xây dựng cho căn nhà được khang trang. Qua đây giúp cho gia đình bà Thạch Thị Dân có được căn nhà ở ổn định, an tâm chăm lo phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Cùng ngày, Ban chỉ đạo Tết Quân dân huyện Cầu Kè kết hợp Ban chỉ đạo Tết Quân dân xã Phong Phú tổ chức đoàn đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Thạch Thị An ở ấp 4 xã Phong Phú. Tại nơi đến thăm, các thành viên trong đoàn bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh to lớn của mẹ Thạch Thị An trong công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm cũng như trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Qua đây cũng mong rằng mẹ cùng gia đình trong thời gian tới tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu tiếp nối truyền thống tự hào của gia đình, tích cực tham gia và gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và là tấm gương cho các thế hệ con cháu noi theo. Cũng nằm trong các hoạt động Tết Quân dân năm 2022, ngày 18 tháng 12, Ban chỉ đạo Tết Quân dân xã Phong Phú kết hợp với nhà tài trợ tổ chức trao tặng 230 phần quà cho các em học sinh và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phong Phú. Quà tặng gồm gạo, mì tôm, nước tương, dầu ăn, đường, bột ngọt cùng các mặt hàng nhu yếu phẩm với tổng trị giá quà tặng 80 triệu đồng. Nguồn kinh phí do Hòa thượng Thích Chí Minh, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh trụ trì chùa Phước Tường ở ấp 1 xã Phong Phú, dành tặng bà con Phật tử nhà chùa ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ trao tặng. Ngày 18 tháng 12, tại Trung tâm Sinh hoạt Thanh thiếu nhi tỉnh Trà Vinh, tỉnh đoàn Trà Vinh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Tiến bước lên đoàn, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có anh Nguyễn Thanh Nhã, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Trà Vinh. Tại đây, các đại biểu và trên 200 đoàn viên thanh niên, học sinh được thưởng thức chương trình nghệ thuật với 12 tiết mục ca múa, biểu diễn trống kèn,
do 150 thanh thiếu nhi đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ, đội nhóm thuộc Trung tâm Sinh hoạt Thanh thiếu nhi Trà Vinh và các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Trà Vinh biểu diễn. Các tiết mục văn nghệ có nội dung ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu và truyền thống tốt đẹp của các tổ chức đoàn, hội đội. Chương trình nghệ thuật với chủ đề Tiến bước lên đoàn do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các địa phương trong cả nước đồng loạt tổ chức vào khung thời gian từ 8 giờ đến 10 giờ trong cả nước. Bên cạnh, chương trình được phát sóng trực tiếp trên các trang mạng xã hội nhằm tạo sự lan tỏa. Qua đó tạo khí thế thi đua vui tươi, phấn khởi, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Thưa quý vị và các bạn, cũng như hàng năm, hiện nay tỉnh Trà Vinh đã và đang thực hiện chương trình bình ổn thị trường, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng trong dịp cuối năm, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tuy nhiên, khi bước vào thời điểm cuối năm, thị trường hàng hóa tiêu dùng có nhiều biến động, gây ra nhiều lo ngại cho người tiêu dùng. Vậy tỉnh ta sẽ thực hiện chương trình bình ổn năm nay như thế nào? Ông Phạm Phước Trãi, Phó Giám đốc Sở Công Thương sẽ cho biết trong chương trình trả lời ý kiến công dân ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa ông Phạm Phước Trãi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh, hiện nay thì nhiều người dân cũng khá lo lắng cho thị trường hàng hóa tiêu dùng trong dịp cuối năm, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới thì sẽ có nhiều biến động. Vậy thì ông chia sẻ về vấn đề này như thế nào và xin ông cũng cho biết thêm về nhu cầu tiêu dùng trong dịp cuối năm ở tỉnh ta. Nắm bắt được cái tình hình nhu cầu hàng hóa những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán năm 2023 thì sẽ có nhiều cái biến động và tăng cao. Thì Sở Công Thương với cái vị trí nhiệm vụ được phân công thì cũng đã sớm chủ động phối hợp với các cái đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh ban hành cái kế hoạch thực hiện cái chương trình bình ổn thị trường những tháng cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán năm 2023 theo cái hướng là xã hội hóa. Qua đó thì cái công tác mà chuẩn bị hàng hóa những tháng cuối năm cũng như là cái dịp Tết Nguyên đán năm nay thì được các địa phương là sớm triển khai thực hiện ngay từ những tháng 7. Bên cạnh đó thì cùng với việc mà dự trữ hàng hóa theo cái chương trình bình ổn của các địa phương cũng đã giúp cho cái nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ cho cái nhu cầu của người dân được đảm bảo và giá cả cái hàng hóa thì theo hướng bình ổn. Bên cạnh đó thì dự báo tình hình hàng hóa trong những tháng cuối năm cũng như đặc biệt là trong cái dịp Tết Nguyên đán năm 2023 thì về cái nhu cầu và cái sức mua có thể là tăng cao, có thể là tăng từ 2 đến 3 lần so với ngày thường. Thì trước cái tình hình đó thì các cái đơn vị và doanh nghiệp cũng đã chủ động trong các cái phương án trong cái sản xuất cũng như là nâng cao cái chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa cái mẫu mã hàng hóa cũng như là giá cả thì cạnh tranh, đảm bảo cho người dân có cái sự lựa chọn mua sắm trong cái dịp Tết năm nay. Vâng, vậy thì xin ông cũng cho biết là tỉnh ta sẽ thực hiện chương trình bình ổn thị trường như thế nào trong năm nay? Sở Công Thương đã tổ chức triển khai cái chương trình bình ổn thị trường những tháng cuối năm 2022 cũng như là dịp Tết năm 2023 với cái sự chuẩn bị lượng hàng hóa là rất là dồi dào, phong phú và đa dạng. Thông qua các cái điểm bán hàng của các cái đơn vị doanh nghiệp mà tham gia bình ổn, trong đó thì có là 7 cái doanh nghiệp tham gia vào cái bình ổn thị trường đợt này, đó là công ty là Lương thực Trà Vinh, công ty là Đức Hưng, công ty là Trường Anh, công ty Mai Ninh, công ty là Công Linh và công ty Rau Sạch và cái công ty là Dầu khí là Hoàng Đông. Bên cạnh đó thì có 5 cái siêu thị cũng tham gia vào cái chương trình bình ổn năm nay, đó là cái siêu thị Coopmart Trà Vinh, Duyên Hải, Tiểu Cần, siêu thị Go và siêu thị Vinmart. Bên cạnh đó thì có là 16 cái điểm bán hàng của Bách Hóa Xanh và 8 cái cửa hàng của là Vinmart Cộng trên địa bàn thành phố. Với tổng cái giá trị hàng hóa tham gia vào cái bình ổn thị trường năm nay là gần 170 tỷ đồng. Dạ thưa ông, hiện nay thì nhiều người dân cũng mong muốn được biết thêm là các mặt hàng nào thì sẽ được thực hiện bình ổn và Sở Công Thương sẽ làm gì để người dân có thể tiếp cận được với các hàng hóa bình ổn được dễ dàng. Với cái mục tiêu là bình ổn giá cả hàng hóa những tháng cuối năm
nhất là cái dịp Tết Nguyên Đán năm 2023 để mà tạo điều kiện cho cái đáp ứng được cái nhu cầu của người dân mua sắm trong cái dịp Tết năm nay. Thì Sở Công Thương đã triển khai cái thực hiện cái chương trình bình ổn với ba cái nhóm hàng. Cái nhóm hàng thứ nhất là cái nhóm hàng lương thực thực phẩm. Thì đối với cái nhóm hàng này thì có 10 cái mặt hàng tham gia bình ổn, đó là gạo, sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, đường, dầu ăn, thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm và các cái thực phẩm chế biến, rau củ quả và thủy hải sản. Cái nhóm hàng thứ hai là nhóm hàng về sữa, thì gồm tất cả các cái sản phẩm sữa nước và sữa bột. Cái nhóm hàng thứ ba là cái nhóm hàng về cái chất đốt, đó là ga. Bên cạnh đó thì đối với cái mặt hàng xăng dầu thì không nằm trong cái nhóm mà tham gia bình ổn thị trường trong dịp Tết này. Nhưng mà báo đồng chí thì thực hiện cái sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, thì Sở Công Thương cũng đã chỉ đạo các cái thương nhân phân phối để xây dựng kế hoạch cũng như là cam kết chuẩn bị cái nguồn cung ứng xăng dầu đảm bảo cho cái những tháng cuối năm 2022 và trong cái dịp Tết năm 2023 này để phục vụ cho cái nhu cầu đi lại của người dân. Bên cạnh đó thì đối với các cái mà mặt hàng mà tham gia cái bình ổn đợt này thì sẽ là triển khai trên tất cả các cái địa bàn trong tỉnh thông qua các kênh như là các cái siêu thị, như là cửa hàng tiện lợi cũng như là các cái điểm bán hàng của các đơn vị doanh nghiệp mà tham gia bình ổn như là tôi đã nêu ở trên. Bên cạnh đó thì để mà tạo điều kiện cho người dân tiếp cận được các mặt hàng mà tham gia bình ổn thì Sở Công Thương cũng đã phối hợp với đài truyền phát thanh truyền hình Trà Vinh, báo Trà Vinh, Sở Thông tin và Truyền thông cũng như là Ủy ban nhân dân các huyện để mà tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các cái nội dung về cái thực hiện cái chương trình bình ổn năm nay, cũng như là trên 40 cái điểm bán hàng bình ổn để mà tuyên truyền trên các cái phương tiện thông tin đại chúng cũng như là cổng thông tin điện tử để cho người dân biết. Song song đó thì Sở Công Thương cũng chỉ đạo các cái siêu thị phối hợp với các cái địa phương để mà đưa các cái chuyến hàng về nông thôn. Đồng thời thì Sở Công Thương cũng chỉ đạo là Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại của Sở đó thì tổ chức các cái phiên chợ để đưa hàng Việt về nông thôn, tập trung vào các cái địa bàn như là Trà Cú, là Càng Long, Châu Thành và xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, để tạo cái điều kiện cho cái người dân tiếp cận được những cái sản phẩm chất lượng với cái giá cả bình ổn. Vâng, thưa ông, tính đến nay thì đã qua nhiều năm tỉnh Trà Vinh của chúng ta thực hiện chương trình bình ổn thị trường. Vậy thì theo ông là chương trình này đã mang lại những lợi ích gì cho người dân ạ? Thông qua các cái chương trình bình ổn thị trường có thể nói là đã triển khai trong những năm qua, cũng đã là và đang hỗ trợ tích cực cho người dân là mua sắm tiêu dùng các cái loại sản phẩm, nhất là các cái sản phẩm phục vụ cho cái nhu cầu thiết yếu của người dân với một cái giá cả hợp lý. Bên cạnh đó thì nó cũng tạo được cho cái việc mà chúng ta chuẩn bị các cái nguồn hàng để chúng ta phục vụ cho các cái những cái tháng cao điểm như là cuối năm của 2022 và cái dịp Tết năm 2023, đảm bảo là cung ứng cho người dân kịp thời. Bên cạnh đó thì cái chương trình này thì cũng mang lại những cái hiệu quả rất là thiết thực, như là không để mà xảy ra cái biến động về hàng hóa cũng như là giá cả, góp phần cho việc mà chúng ta bình ổn được một số mặt hàng thiết yếu, rồi hạn chế được cái việc đầu cơ để gây cái bất ổn về cái thị trường. Bên cạnh đó thì cũng với việc mà triển khai cái chương trình này cũng đã giúp cho việc mà chuẩn bị nguồn hàng đảm bảo cho phục vụ trong cái các cái dịp Tết vừa qua, cũng góp phần vào việc là chúng ta bình ổn giá cả thị trường trong những cái tháng cuối năm, cũng như là chúng ta kiềm chế được lạm phát, rồi đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời chúng ta cũng thực hiện tốt cái chủ trương là cuộc vận động là cái người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn ông. Thay mặt những người thực hiện chương trình thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là bản tin dự báo khí tượng thủy văn đêm nay và ngày mai. Theo tin từ Đài khí tượng thủy văn Trà Vinh ngày 19 tháng 12, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 20 tháng 12, mây thay đổi, sáng sớm trời se lạnh và có nơi có mùa nhẹ ngày nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ, cao nhất từ 31 đến 32 độ.
mực nước trên các sông chính trong tỉnh đang lên theo kỳ triều cường rằm tháng 12 âm lịch, đề phòng ngập úng vùng trũng thấp, ven sông ven biển. Trên sông Cổ Chiên tại Dầm Trại Dinh 186 cm, cao hơn ngày hôm nay 4 cm. Trên sông Hậu tại thị trấn Cầu Quan 175 cm, cao hơn ngày hôm nay 8 cm. Độ mặn cao nhất trên sông Long Toàn tại Long Toàn 10/1000, lớn hơn ngày hôm nay 1/1000. Độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trà Kha 3/1000, lớn hơn ngày hôm nay 1,2/1000. Tại Cầu Quan 2,1/1000, lớn hơn ngày hôm nay 0,4/1000. Độ mặn cao nhất trên sông Cổ Chiên tại Hương Mỹ 3,5/1000, lớn hơn ngày hôm nay 0,5/1000. Trà Vinh 2/1000, lớn hơn ngày hôm nay 0,4/1000. Thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6 cấp 7 và cấp 8 cấp 9, biển động. Vùng biển Cà Mau, Kiên Giang và Phú Quốc mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6 và cấp 6, biển bình thường.